mà chưa hết. Nè, thế tặng lại đi. Trời ơi, sao vậy? Anh số 4. Chào em, anh là Vũ Trụ. Hiện tại, anh đang quản lý một hệ thống bar và kinh doanh thời trang ở Hà Nội. Wow, cười hiền quá. Chắc bởi anh là chàng trai của công việc nên anh vẫn bền với công cuộc tìm kiếm người yêu. Anh thường bận rộn với cuộc sống nightlife. Nhưng có em, anh hứa sẽ không overnight. Wow, kiểu anh này là trói bằng cà vạt đó. Em à, ở Vân Hà, vũ trụ rất rộng lớn. Còn anh là vũ trụ lại đứng rất gần em. Mình cách nhau chỉ vài bước chân. Thay vì hàng tỷ năm ánh sáng, hãy cho nhau một cơ hội em nhé. Thấy anh này có vẻ như ảnh dành cái thời gian yêu thương mình nhiều hơn hả? Cười lên cái hiền khô luôn. Nếu mà là một cái người đàn ông của gia đình là trời ơi tuyệt vời. Đâu hồi nãy anh nói hiền khô, miệng anh nhếch mép kìa. Trời ơi, tôi mà hiền hả? Không, thực sự lúc mà đi ra năm anh thì em thấy anh này là ít có diễn nhất. Là chính ảnh ở trên sân khấu luôn á. Cái anh này ngộ quá ha. Cái outlook á là 39 tuổi, còn cái body là khoảng 6 tuổi. Rồi cái nụ cười thì khoảng 25 tuổi. Rồi cái cách diễn đạt sự nghiệp thì khoảng 50. Đúng không ạ? À? Anh này nó có rất nhiều cái độ tuổi dồn vô một con người cùng một lúc. Bây giờ không biết ảnh cuối cùng là ai. Em cảm thấy anh ấy hợp với Tiên á. Phùng. Dạ, bởi vì là anh này không có giỏi về nói cho lắm. Những cái cảnh mà đi lại mà không cần nói ấy, thì rất là chuẩn. Nhưng mà những cái cảnh nói thì hơi ngại ngùng một chút xíu. Là một người đàn ông có khả năng là trầm tính. Mà một người rất là đàn ông luôn. Có nghe em nói là anh này hợp với đi phải không? Về yêu nhau là anh đi thôi. Không không, ý là anh ấy không phải là một người lợi khẩu. Nhưng mà sẽ hợp với Tiên, bởi vì Tiên là một người năng động. Mà thì anh ấy sẽ là một nửa để kìm lại. Để kìm lại. Kìm lại. Nếu mà một người đàn ông có những cái đặc điểm như vậy thì liệu là bây giờ đấy, ta có còn có chủ nữa rồi hay không? Đấy. Như hồi nãy anh Xì nói là anh này hả, có nhiều cách cử động, cái dáng ảnh là bao nhiêu tuổi thì giống như là nếu mà nhiều độ tuổi vậy chắc chắn là anh này sẽ có rất nhiều về trải nghiệm, đúng không anh? Không gật đầu. Anh gật đầu gì? Hỏi khờ vậy, hỏi cái gật đầu vậy thiệt. Không nói đúng mà. Em ấn tượng cái đoạn mà anh đi qua hai người kia. Không nha. Hồi nãy em thấy anh đi là anh xém té nha anh. Hồi nãy đi là nhưng mà cái đoạn Broadway đó thì nói lên điều gì? Không, cái đó là một cái trend mà dòng người nhẹ nhàng lướt qua, ai cũng lướt thì biết là dòng người nhẹ nhàng lướt qua đó. Nhưng lướt qua thì phải lồi ra cái gì chứ? Mà ý là lướt qua thôi mình thấy được cái tướng đi của ảnh, mình thấy rất là ấn tượng anh. Ủa anh bị té sao ấn tượng được? Mình có thể lướt qua luôn đoạn này. Thật vô nghĩa. Coi người ta lướt qua thì phải thấy được cái gì chứ? Em nghĩ là anh ấy có chủ, và ảnh là một người rất là kỹ tính, cho nên là ảnh mới tắm xong mặc bộ đồ mới tinh tươm ra, sợ bị dơ cho nên lướt qua sợ người ta đụng trúng vô. Tắm xong bận đồ dơ. Rảnh à, tắm xong thì phải bận đồ mới chứ cái gì nữa. Không, cái đấy là cái lịch sự, sợ chạm vào người ta. Em thấy mình nói đúng mà anh, sao mọi người ăn? Hai đứa này ngồi nó bên nhau kìa. Em thì em không nghĩ anh này màu xanh lá cây, có thể là đã có chủ, còn nếu mà chưa có chủ thì ảnh là LGBT. Ê, khoan, không phải Phát. Hồi nãy nói độc thân đã có chủ, anh không sao nha, tự nhiên anh nói LGBT cái tự nhiên anh nhìn qua chỗ khác nè. Anh giống như bị hồi hộp bắt trúng tim đen anh hay sao á. Phải không? Đúng không anh? Kìa cái nụ cười đó là nụ cười, trời ơi chết rồi, bắt bài được mình rồi, đúng rồi. Không, đó anh cười cho anh, đúng rồi đó. Đây nè, anh là hai cái thằng nhóc con này biết cái gì mà nói. Dám đâu, người chơi người ta mới nói mà sổ sàng cho nên anh cười nhẹ nhàng. Hàng khùng. Phát nghĩ anh này có chủ rồi. Em nghĩ rằng anh ấy đang là một người độc thân. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Tại vì ra Hà Nội mà kiểu thành đạt với lại thời trang mà. Hồi nãy có ai để ý không? Anh đóng MV với lại Bích Phương đó. Thì người ta có thể có tâm hồn nghệ sĩ một chút. Bích Phương rảnh quá, Bích Phương tự nhiên kiếm chồng ta đi quay MV. Ê đúng rồi nha. Thông tin này của anh Thành cho em thay đổi quyết định được không ạ? Nhưng mà cái MV đó mấy năm trước rồi anh. Cũng đúng ha, mấy năm trước nhiều cái. Thông tin này của Diễm My có thông tin của anh mới làm em rối nè. Thiệt á. Em chỉ phân vân hai cái này thôi. Nhưng mà anh Thành đưa cái hint lúc nãy đó thì em quyết định là thôi cứ mạo hiểm một lần, xin lỗi anh. Em thấy nãy anh Xìm nói một ý rất là hay nè, là anh này đóng MV Bích Phương mà em nhớ lại là cái khúc mà Bích Phương ôm anh này, anh này có một chút ngại nha. Ví dụ là rồi ai là Bích Phương đâu? À, phát là Bích Phương cho. Anh là Bích Phương. Nếu mà là em yêu anh, okay, em sẽ dày. Nhìn thẳng cái mắt anh. Hồi nãy ảnh vậy nè. Không phải, tại cái bài hát đó là cái bài hát mà Bích Phương bị phụ tình. Bỏ. Người ta là diễn viên, người ta diễn theo nội dung của MV. Tuấn ơi, bây giờ em muốn nè, diễn đạt tốt. Em mượn Diễm My là Bích Phương đi, để em sẽ thấy nó khác liền. Nào thí dụ dựa vào coi. Đó. Đó, thí dụ dựa vào coi. Đó. Thấy không? Diễm My là nó dựa vô nó muốn ngủ luôn ở trên nó luôn, nó không muốn buông luôn, thấy chưa? Tụi nó cuối giờ hai đứa này thế nào cũng về với nhau. Xin chào hai bạn. Xin chào anh Trần Thành, chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Trụ ạ. Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội và đây là người bạn đời của em ạ. Wow! Thấy nhiều, nó lên hết rồi, thấy nhiều. Mời em. Em là Hà Thu và em cũng là một ca sĩ tự do và em là vợ của anh Trụ ạ. Wow, đẹp đôi quá. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Thực ra thì bọn em đã có với nhau một bé 2 tháng tuổi và dự định trong năm nay sẽ cưới, nhưng mà gia đình xảy ra một số chuyện nên là chắc phải sang năm ạ. Vậy là cũng giống em đấy. Em thích cái điều gì ở cô gái này? Khi em gặp Hà Thu thì em thấy là cô ấy có rất nhiều điểm mà em cần của một người phụ nữ, đó là tính trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình. Thế Thu cho anh biết là trong mắt em thì đây là một người đàn ông như thế nào? Lúc nãy ở ngồi dưới sân khấu thì em cũng khá là tâm đắc với những lời nhận xét của ban cố vấn. Thì anh khá là quan tâm đến những người xung quanh. Như lúc nãy xuống tặng hoa cho nữ chính thì chồng của em khá là chần chừ. Không phải là vì sợ vợ ở dưới ghen mà là vì sợ anh Tuấn Trần bị ngã. Đấy là một cái điều em thích và em yêu ở chồng. Nhưng mà tôi thích cái cách mà bạn nữ này nhìn về một người đàn ông. Khi chúng ta chọn một người đàn ông thì chúng ta nhìn vào những cái điều nho nhỏ mà những người khác không để ý. Với một người lạ mặt lần đầu tiên gặp mà cũng lo cho là người ta có ngã hay không thì chứng tỏ anh ta là người có trái tim ấm áp và tử tế. Anh ta có thể tốt được với một người lạ thì huống hồ chi anh ta không có thể tốt được với mình sao? Và anh tin rằng là lựa chọn của em sẽ mang đến cho em một cái cuộc sống như em mong muốn. Anh cũng muốn biết thêm một chút là vì sao tụi em lại quyết định là có con với nhau trước khi kết hôn? Trước khi đến với em thì vợ em đã có một bé gái trước rồi ạ. Có nghĩa là bạn là một single mom à? Vâng ạ. Cái điều gì đã khiến em nhìn cái chuyện đó một cách bao dung và thật là tốt đẹp? Lý do để em chấp nhận được đấy là có sự đồng cảm. Vì em hiểu được mày là single mom nó rất là vất vả, bởi vì bản thân em cũng là một đứa trẻ sống lớn lên như vậy. Và hơn nữa, Thu là một người rất là trách nhiệm với gia đình. Thu ơi, khi em đến với một người mới, em có lo lắng về chuyện đó hay không? Khi em đã là một single mom, em không phải là chỉ chọn người đàn ông cho mình mà là phải chọn một người bố cho con mình nữa. Và khi em gặp anh Trụ thì anh Trụ có đủ những yếu tố mà em cần. Không chỉ đơn giản là quan tâm đến em mà còn quan tâm đến con em và cả gia đình em nữa. Bạn nhỏ nó có thích em không? Rất là yêu quý em ạ. Tôi thấy rằng là trong cuộc sống hiện nay chúng ta cũng nên lấy cái điều đó ra làm thước đo. Yêu nhau không phải chỉ là yêu nhau. Yêu nhau là phải yêu vũ trụ xung quanh của nhau. Thậm chí cả những cái điều hơi xấu tính của cái người đó, thì đủ cái lòng bao dung như vậy mới có thể yêu nhau dài lâu được. Anh chúc cho hai em sẽ thật hạnh phúc bên nhau, và hãy làm cho tình yêu của mình lúc nào cũng sẽ đẹp đẽ như thế này. Em chỉ chúc anh chị là hạnh phúc. Còn con cái thì là cả một hành trình rất là dài. Dù là con của chị hay con của anh hay con chung đi chăng nữa, mình bao dung, mình thương con, thì điều đó điều quan trọng nhất ạ. Với trẻ con có nhiều thứ mà làm mình không kiềm chế được cảm xúc, nhưng từ cái lòng thương thì mình sẽ vượt qua được tất cả. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Một câu chuyện tình rất là truyền cảm hứng ạ. Xin cảm ơn. Vâng thưa quý vị, vòng 3 sẽ trở lại sau vài phút giải lao.